tôi phải bóc phốt cái tiệm tròn tròn này mới được. Làm bánh gì mà lố lăng, kênh TikTok thì suốt kể kể ba cái câu chuyện nhảm nhí chẳng ra cái hệ thống gì. Thôi bữa nay khách đã nói vậy thì tròn đây cũng chỉ xin một vài lời chăn chối. Tròn lập ra kênh TikTok này mục đích là để muốn mang tới niềm vui cho mọi người. Những tình huống mà tròn kể tất cả đều là những vấn đề mà tròn đã và đang gặp phải. Bên cạnh đó đây cũng là một loại tài sản tinh thần cho tròn. Ví dụ như là có nhân viên mới vào, thay vì ngồi training cho các bạn cách xử lý tình huống với khách hàng thì mình sẽ cho các bạn ngồi xem TikTok này để các bạn sẽ biết được là gặp người khách hàng như vậy thì mình xử lý như thế nào. Còn các bạn trang trí thì muốn làm bánh nào mở clip ra là có sẵn quy trình, cứ thế mà làm. Đã vậy mọi người vô kênh của John cũng có thể tìm được những mẫu bánh ưng ý nữa, đỡ mất công phải đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Bởi vậy chị mà nói kênh TikTok của John nhảm nhí là em không có đồng ý nha. Thứ hai nữa, cái cuộn giấy vệ sinh này là bạn của chị đặt tặng. Em là bên tiệm bánh, thế nên là những mẫu mang tính sáng tạo như thế này em luôn luôn muốn chinh phục bản thân để có thể nâng cao tay nghề hơn. Và món